đi bộ nếu sư không phải vậy á, rồi bây giờ làm sư hồi nay vậy á, tới cầu Trần Cái Đất đi bộ hành gọi là từ Bắc vào Nam, thì là người ta kêu là gì, sư, người ta kêu là thầy. Ba đồ kim chỉ dạ thưa sư, thì hiện tại trong cái đạo Phật mình cũng đang có một số vấn đề mà trên cộng đồng mạng nhé, cũng đang có cái chiều hướng cũng khá là nổi cộng về việc mà các sư ở trong chùa người vận động cúng dường này nọ sư ạ. Thì sư có thể chia sẻ về vấn đề này không, giúp được con ạ? Tâm của mấy sư là nói là tiền Phật tử xuống giường và cái cửa chùa, rồi từ bây giờ là bao nhiêu phần là cửa chùa, còn bao nhiêu phần nó là đi vô túi mấy sư Phật tử chứ sao đó. Tâm của mấy sư tu bây giờ dạng tu thưa sư, thì hiện tại thì tụi con cũng nghe được một số thông tin về việc mà sư Minh Đạo mà khoác cả áo cà sa của Tao Giáo Hội á,
mà khoác lên mình áo y phân tảo ấy, thì cũng mong sư chia sẻ về vấn đề này ạ. Sư Minh Đạo. Minh Đạo. Mà không biết là sư đâu có thầy hỏi, không biết là sư có biết không câu nữa. Chắc có thể thanh chung. Sư Minh Đạo. Sư Minh Đạo mà có một cái nuôi trẻ mồ côi á sư ạ. Dạ. Dạ ở Vũng Tàu. Ở cái Trịnh Xá gì đó sư nha. À tu viện, tu viện. Dạ. Người trong cửa chùa được. Mà còn cái đó thì nó gì mà lý do sao sư bỏ chùa thì mà cũng hiểu được vấn đề trong chùa là như thế nào đó. Đó con cũng không biết là sư này như là có nói gì về sư khỏe đúng không, sau đó rồi là bị Phật giáo Việt Nam rồi bắt sám hối cái gì đó. Đó, bắt đầu nó sám hối, nó quỳ với cái bên bàn. Chỉ có những mình đỡ bây giờ còn đang trong cửa chùa thôi. Người trong cửa chùa, cùng giáo hội Phật giáo Việt Nam còn đối xử với nhau mà. Ở bản thân thì đó. Dạ thưa sư, thì sư có thể phân tích và chia sẻ rõ hơn hai vấn đề này mà có cái thông tin cho rằng là giữa giáo hội Phật giáo Việt Nam và cái hạnh tu 13 hạnh Đầu Đà là hai cái trường phái tu đối nghịch nhau, thì sư có thể chia sẻ về vấn đề này được không? Bên đó nó là trong chùa, nó ra bên đó rồi nó theo bên cái đạo rồi đạo giảng tắt. Còn như bên chùa ta này là cái gì cũng không có nè, còn theo đạo mà là lang thang ngoài đường, cái đương nhiên hai đạo này nó không là đạo Phật. Nó cũng là bắt nguồn từ Phật mà ra đấy, nhưng mà đạo bên này nó khác đạo bên kia. Đạo bên này là đạo tu, đạo bên kia là đạo giảng pháp. Thành thử ra là cách tu nó phải là một bên là tu khổ hạnh, một bên là giảng pháp chưa hả? Bên kia là người ta tìm về hiểu như bên đạo sư và sư là không như sư chùa trước cho sư dạ. Dạ sư thì trong quá trình mà sư đi bộ hành từ Bắc vào Nam á, thì sư có bị lực lượng chức năng hỏi thăm hoặc là có cái động viên hoặc là có cái kiểm tra gì sư hết?